Hello mọi người, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Đồ Câu Thanh Tuấn. Thì hôm nay Tuấn xin thông báo là hàng Yolo cao cấp, cái con Yolo Flipper FT6000 đã về rồi nha các bạn. Bây giờ rất nhiều anh em trông chờ cái dòng máy Yolo này. Bây giờ thì mình còn size 5000 thôi, nhưng mà nay là đã có size 6000 rồi nha các bạn. Thì đợt hàng này là Tuấn nhập được với số lượng là 2 thùng, là mỗi thùng là 20 con, tổng số lượng là được 40 con nha các bạn. Thì anh em nào yêu thích cái dòng máy Yolo Fitter ký hiệu là FT size 6000 thì cứ vui lòng liên hệ đặt hàng. Thì hiện tại Tuấn có được hàng 6000 đã về đó, được 40 con nha các bạn. Bên Tuấn thì có 3 size luôn nha các bạn, 4000, 5000 và 6000. Thì mỗi size nó chỉ lệch nhau có 10000 thôi các bạn. Thì cái clip mà Tuấn đã giới thiệu với các bạn, có cái clip mà đã review trực tiếp á, đã quay, thì hôm nay Tuấn sẽ quay lại sơ sơ cho các bạn nắm lại, giống như là các bạn nào mà chưa xem cái clip cũ á thì bạn sẽ nắm được cái con Yolo này ha. Đây là hàng cao cấp và hàng chính hãng của Yolo nha các bạn. Đấy, thì với ấn tượng của mình về cái dòng máy Yolo này á, là được cái là cái núm tay quay nó là núm tròn nha bạn, núm tròn kim loại nhìn rất là đẹp. Thì mình sẽ đi sơ sơ một số thông tin về bên ngoài của hộp nó có để nữa các bạn. Về reito của máy là 1.5.1, số dòng bi là 10 cộng 1 bi, tức là tên một dòng bi nó sẽ có 10 viên bi, thì giúp máy mình quay nó sẽ êm hơn và mượt hơn. Trọng lượng của máy là 409 gram, tức là gần như 410 gram nha các bạn. Thì khả năng du dây của máy thì với size 0.40 mình du được 240 m, 0.43 mình du được 210 m, 0.47 mình du được 175 m. Đó, đó là khả năng du dây của máy nha các bạn. Fitter FT6000. Thì bây giờ Tuấn sẽ đi vào phần chi tiết của chiếc máy cho các bạn xem. Thì đặc biệt với chiếc máy này á thì nó sẽ tặng kèm cho mình một cái bao trùm máy và một cái tay quay secure nha các bạn. Đây, tặng cho mình là một, thứ nhất là một cái bao trùm máy và một cái tay quay nhựa, tay quay secure. Thì với cái tay quay secure này á, thì anh em mình chỉ thích hợp, ví dụ như mình có hiện tại mình đang xài cái máy nào cũ á mà nó bị hư tay quay gì á, mình sẽ thay tay quay cho mình đánh. Tại vì với cái dòng cái con này á, mà thay cái tay quay vô này thì nó không hợp lắm, theo mình là vậy. Còn anh em nào thích thay thì thay cũng được. Một cái bao trùm máy nữa bạn, bao này thì hợp mình bỏ vô mình khi mình di chuyển đi xa á, thì máy mình nó sẽ không bị chày. Cái chuối này túi tùm máy nha các bạn. Đó, đây là cái con Yolo FT size 6000. Thì Tuấn thì Tuấn thuận tay phải nha bạn, nên là bây giờ Tuấn đổi luôn. Thì với cái dòng Yolo này, khi mà bạn đổi tay quay á thì bên trong nó có một cái cục cao su màu trắng, bạn thấy không? Bạn lấy cái nút nút mà bạn dặn ra, bạn đè nhẹ nhẹ vô là nó ra đó, thì lúc đó bạn mới thay tay quay được nha. Bạn siết chặt lại. Rồi xong. Đây, dòng Yolo cao cấp nên nó có tem nhãn đầy đủ nha các bạn. Yolo nè, tem chống hàng giả nè. Đó, điều ấn tượng cái con Yolo này á là núm tay quay của nó là bằng kim loại nha các bạn.
Núm tay quay là kim loại, mà tay quay á, núm kim loại mình cầm vô mát lạnh nữa bạn, mà nhìn như những dòng cao cấp của Shimano á. Tay quay nó nè, tay quay kim loại nha các bạn đó, nhìn như những con theo la Satiga gì đó, máy quay cực im luôn các bạn. Rồi cái tấn quay cái đó nè, nhẹ nhàng ha, cực kỳ im à. Thì thiết kế nó thì một màu đen đó các bạn, đen mình nhìn như đen mà đen nhám. Thì điều đáng nói ở cái chỗ này là chân của máy, chân máy vẫn là hợp kim nha các bạn, chân của con này là hợp kim luôn, giúp mình cạo cá là vô tư luôn, an tâm nha các bạn, cạo thoải mái không lo gì. Chân nhựa thì đôi khi mình cạo mình thấy nó ớn là nó cầm cái máy vô nó sẽ sụp sịch hay lúc lắc á, nhưng mà cương máy này vẫn có hợp kim nó là rất là cứng, mình cạo rất là khỏe. Bobin của nó là hợp kim luôn nha các bạn, bobin vẫn là hợp kim. Thì những thông số vô dây hồi nãy mình đã có nói rồi á, như bạc á, thì 10 cộng 1 bi nữa các bạn. Đó. Điện thoại nó không lấy nét được. Đây là cái khóa đổi chiều. Khóa đổi chiều nha các bạn. Mình nói sơ sơ lại cho các bạn nắm thôi, như là clip trước mình đã có nói rồi. Thì dòng này dòng cao cấp. Tay quay nó là tay quay kim loại luôn các bạn, tay quay kim loại. Thì với chiếc máy này chức năng vẫn có chức năng tự động xả khi gặp cá lớn nha các bạn. Bạn nghe không? Tiếng kêu nó rất là lớn. Đó. Bạn nghe không? Khi mà gặp cá lớn á, cò nó kêu rất là đã các bạn. Rít lên nghe rất là sướng tai ha. Đây. Hàng cao cấp của Yolo nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi cho bạn xem cái phần cốt máy của nó ha. Nhiều máy bạn xả bobin á, bạn nghe cái tiếng kêu nó khác không, tẹt 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 là lý do làm sao. Thì ở đây á, nó tích hợp thêm một cái lò xo các bạn, tích hợp cho mình thêm một cái lò xo để khi mình xả bobin á thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái cốt máy bên trong nè, các bạn thấy không, là giúp hỗ trợ cho mình khi mình xả bobin á, xả tới xả lui nhiều lần á, nó xâm hại cốt máy nó không bị mòn đó. Trong bobin thì nó sẽ có thêm cái phần tinh bobin, nó sẽ có một dòng bi nữa các bạn, đây nè, một dòng bi tinh bobin thì giúp việc khi mà mình những cái dòng máy nào mà có dòng bi trên bobin á thì quay cực kỳ nhẹ luôn, cực kỳ êm luôn. Cốt máy cũng rất là to nha các bạn, cốt máy rất là to. Thì bây giờ tôi sẽ đo cái cốt máy cho các bạn xem ha. Cốt máy này chắc cũng cỡ gần 40 mấy 5 ly á. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành đo cốt máy cho các bạn xem. Bây giờ tôi sẽ đi lấy cái đồ và đo. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đo cốt máy cho các bạn xem ha. Đây. Cốt máy của nó là 4 4 ly 6 nha các bạn. 4 ly 4. Mình đo kỹ lại ha. 4 ly 4 nha các bạn. 4 ly 4. Cốt cũng khá là to nha các bạn. Găng là găng hợp kim ha. Cốt trong là 4 ly 4 nha các bạn. Đó.
cúc máy là 4,4 ly. Mình sẽ đo cái hoành, cái hoành của mô bin cho các bạn xem luôn, thì nó tầm khoảng bao nhiêu ha, 5,8. Ô lộn, cái này là 56 nha các bạn, hoành ngoài 56, 56, 57 hả. Ở dòng này đánh rất là ổn nha các bạn, tại cá 15-16kg là vô tư luôn ha. Bạn nghe không, lấy còi kêu rất là lớn, khi mà gặp cá lớn kêu nghe rất là đã các bạn. Này mình để test sơ sơ cho bạn xem thôi, khi mà gặp cá lớn mình câu mới sướng. Nói chung là thiết kế là tay quay mô bin, tay quay mô bin chân máy là hợp kim thì đánh rất là ổn rồi nha các bạn. Cầm cái máy, mình cầm cái máy cũng rất là đẳng cấp, nhìn kết cấu cái máy nè, nhìn rất là đẹp nha các bạn, rất là đẳng cấp luôn á. Hiện tại bên mình có 3 size ha, 4, 5 và 6. Thì anh em nào yêu thích cái dòng máy này thì vui lòng liên hệ đặt hàng với hai số điện thoại mình có để trên màn hình ha, alo trực tiếp hoặc là hoặc là có thể nhắn tin Zalo, Facebook gì đó tùy các bạn. Thì với clip này thì tôi thông báo bạn là hàng cái con 6.000 về thôi, thì anh em nào yêu thích thì vui lòng liên hệ đặt hàng đó. Rồi anh em đặt hàng thì đặt hàng sớm giúp Tuấn nha, số lượng cũng có hạn thôi, 40 con sẽ đi nhanh thôi. Rồi xin chào và hẹn lại các bạn vào clip tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh nhé các bạn, đăng ký kênh thì khi mà Tuấn có sản phẩm gì mới hay là có thông báo gì mới Tuấn sẽ up lên cho bạn xem, thì lúc bạn sẽ nhanh chóng kịp thời. Ví dụ như bạn đang yêu thích cái con này mà trong trường hợp thời điểm Tuấn hết hàng, thì khi mà Tuấn lên thông báo thì bạn đặt hàng thì sẽ rất là ok. Nhưng mà khi trường hợp các bạn phát hiện chậm thì hết hàng nữa, bạn rất là tiếc ha. Nhớ đăng ký kênh Tuấn nha, bật thông báo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo.